Wow. Giỏi cho nên là cái máy bay mới tặng món quà này cho chị em mình đấy. Chắc thế chị nhỉ. Đấy, đẹp chưa này. Mày ở đâu? Mày ở đâu mà thả đồ xuống đây? Cậu vừa nhìn thấy ở đâu? Ở sân chơi kia kìa, là bay đi. Là bay trong đây. Úi giời ơi, em Cam nói mãi không ra một câu. Rồi lúc nãy em Cam nhà tớ nhặt nhãn này này, thế là có một cái máy bay nó bay từ sau lưng đến tặng cho chị em nhà chúng tớ một món quà đây này. Không phải tặng chị em cậu đâu, đấy là cái máy bay tớ ship đồ đây. Tớ mua đồ trên mạng đấy, nó ship về đây. Nhưng mà nó trông nó nhiều cây quá, nó không hạ cánh được. Thế là chắc là nó phải hạ đây đây. Đây là cái con khủng long đúng không? Tớ mua con khủng long phun khói ấy, xong nó còn điều khiển được từ xa cơ mà. Tưởng shipper phải đi bằng xe máy chứ đúng không em Kiệt? Đúng rồi. Sao shipper lại đi được bằng máy bay? Bây giờ người ta đi máy bay cho nhanh rồi. Đây này, con khủng long này là tớ mua đây, tớ mua ở trên Shopee đây. May quá, may mà nó thả xuống mà không bị rơi vỡ gì đấy. Ui, tiếc thế. Thế mà cứ tưởng đây là phần quà của học sinh giỏi. Không phải đâu, phần quà của học sinh giỏi thì phải đến đầu năm sau cậu mới lên xã cậu nhận chứ. Còn đây là tớ mua mà, đây là con khủng long của tớ. Hay là cậu thử mở ra để chúng mình thử chơi xem có thích không? Đâu, cậu thử bỏ ra xem nào, con này chạy bằng pin à? Con này nó chạy bằng pin. Hay là chạy bằng sạc? Tớ cũng chưa biết được, tớ mới chỉ nhìn hình trên mạng thôi. À, đây là cái điều khiển này. Nhìn điều khiển này như điều khiển chơi game ấy. Rồi, như điều khiển chơi game, thế mới gọi là điều khiển khủng long chứ. Xem nào. Ôi, con khủng long này nhìn nó đáng yêu ngộ nghĩnh ghê cậu. Ô, ơi. Ở dưới nó có bánh xe này, có cả pin, lắp pin cậu ơi. Nó chạy được. À, con này chưa có pin rồi, mình phải lắp pin vào đã. À, đây này. Thì ra. Vậy? À, nó bắn được. Đây là các mũi tên ở trên lưng nó này. Đúng rồi, 3 mũi tên luôn nhá. Có thể bắn được nhá, đây là mình lắp vào đây này. Đấy, chuẩn bị, em Cam. Cầm cho anh 3 cái mũi tên này, để anh lắp pin vào đã. Đây, thì ra là nó xuống một cái pin sạc này cậu ơi. Đây nè, mình mở lắp phía dưới này ra. Để mình lắp pin vào. Đúng rồi, mình sẽ lắp cái cục pin này vào. Cục pin này hết là mình lại bỏ ra mình cắm vào cái này để sạc này đấy. Có. À, nó có dây sạc đúng không? Có dây sạc này. Ui, đấy, nó chạy luôn này. Nó có khủng long cơ rồi đấy. Đấy, vừa đấy. Con khủng long này á, nó còn phun khói được cơ cậu ơi. Wow, xịn sò thế quá. Cậu lắp nhanh lên để tớ xem con khủng long này nó có những chức năng gì nào. Đấy, cậu chờ một tí, tớ phải lắp vào đã không là. Rồi. Đây này, mình sẽ phun khói được ở đây này, xong rồi bắn súng được ở đây này. Khói thì mình sẽ phải đổ nước vào cậu ơi. Cam ơi, lấy cho anh ít nước ra đây. Nước đâu em Cam? À, đây rồi. Đây, anh cảm ơn. Đây này. Như là cái lọ thuốc nhỏ mắt kìa. Đúng rồi, mình sẽ nhỏ nước vào đây này. À, đấy là đúng rồi, nhỏ nước à? Đúng rồi. Xong là nó sẽ phun khói bằng mồm đúng không? Để em. À rồi, đây rồi, để tí nữa. Đấy, xong mình đậy cái nắp này nào. Bây giờ điều khiển đâu? À, điều khiển mình vẫn phải lắp cả pin nữa cơ. Điều khiển này có 3 viên pin à? 3 viên pin nhỏ đây này. Nhỏ xinh xinh này. Đấy. Đấy. Cậu nghe tiếng con khủng long nó gầm lên không? Có, con khủng long này nó kêu nghe dũng mãnh nhỉ. Wow, bây giờ mình sẽ mang vào đây để thử xem con khủng long này nhá. À đây, cho nó đi luôn ở địa hình không bằng phẳng này xem nào. Nó mở lên mở xuống này. Wow. Quạt. Quay này. Lùi này. Hay chưa? Cái lúc phun khói ở đâu nhỉ? Wow, cậu ơi nhìn thấy chưa? Cái mồm nó đớp này. Con này đang nhả ra khói đấy cậu ơi. Đấy, đúng rồi, ấn nút khói là nó sẽ nhả ra khói này. Bình thường các con khác nó nhả ra bằng mũi này, con này nó nhả ra bằng mồm luôn. Vâng, nếu con này nó ngậm mồm vào thì từ cái lỗ mũi này nó cũng ra được khói này. À vậy à?
Nhạc đi. Rồi. Đấy, đây, đấy, nếu mà dừng nhạc nhá là cái mồm nó không há há như vừa nãy nữa là sẽ ra từ mũi đấy. Đúng rồi. Con khủng long này chơi hay đấy. Con khủng long này nó có mấy cái nút này. Đây là tiến lên, lùi xuống, đây là quay trái quay phải này. Đấy, ui. Đấy. Đúng rồi, khủng long này là phù hợp với em trai nhất đấy. Đây nha, lúc này bật lên này. Đây, nằm đây, này, điều khiển đây. Tớ thấy con này cậu mua đặt hàng trên mạng cũng thích đấy. Vừa đi vừa phun khói lại còn vừa phát nhạc được xoay 360 độ lại còn có khả năng chiến đấu cơ. Đúng rồi, xong còn có khả năng dò tìm con mồi nữa ý. Mà cái con này tôi thấy cậu vừa nãy điều khiển có vẻ hơi khó đúng không? Không phải đâu Trang ơi, vừa nãy mình tưởng là cái con này điều khiển yếu nhá, nhưng mà thực ra khi vào trong nhà thì là nó điều khiển rất dễ luôn. Ồ, thế đây là đồ chơi trong nhà cậu ơi. Đúng rồi, con này chỉ thích hợp chơi trong nhà thôi, chơi trong phòng chứ mang ra ngoài trời là điều khiển nó bị chậm lắm, mà nó khó điều khiển lắm, nhưng ở trong nhà nó dễ điều khiển lắm cậu ạ. Ồ, hóa ra là thế. Nhà có hai cái em này mà tớ mới biết được đây.